Ok, chào mừng 1 triệu anh em đã trở lại với cái kênh Trải nghiệm TV. Chúc tất cả anh em xem video clip thật là vui vẻ nè. Trong khi xem video thì các anh em tiếc gì cho em ấy một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh. Đừng quên bật luôn cái chuông thông báo lên để nhận những cái video, những cái like sớm nhất từ cái kênh của mình nha. Cảm ơn anh em đã bỏ thời gian quý báu ra xem hết cái video của mình nha. Tiếp theo là hôm nay mình sẽ review một cái bản master gian dở, nó chưa có full master nha anh em. Và nó cũng đâu đó là có sức chống chịu cho anh em. Thì cũng như những cái master trước mình đã có nhắc cho anh em, khi chơi ở cái con game lock 2 hoặc là lock 3 ở bên server bên em đã hỗ trợ, thì anh em đừng có cộng vào cái mà master ở công trước làm gì anh em ạ. Đừng có cộng bên công trước nha. Chừng nào các anh em cộng full ở bên thủ, các anh em hãy quay lại bên công, nó sẽ đi ngược lại những cái master ở trên chuẩn trên PC. Thì hôm nay vào trong đây, mỗi ngày là mỗi có người chơi mới và cho mình xin tầm khoảng 1 đến 3 phút để mà mình chia sẻ review và quảng cáo luôn. Hiện giờ em đang ở một cái server, đó là server Tam Quốc nha. Hiện giờ anh em nào chưa có bến dừng bến đổ hay là không có điều kiện để đầu tư thì các anh em bước vào server Tam Quốc sẽ được hỗ trợ rất rất là nhiều, từ là 1850 lần reset, kèm theo đó là một cái set đồ như ở trên người của mình. Đây, một cái set đồ hỗ trợ là như gì đây, các anh em sẽ được hỗ trợ luôn một cái win bar và hỗ trợ luôn là cây vũ khí gầm, là một cặp nha anh em. Kèm theo đó là sẽ được gen nè. Hiện tại em đang hỗ trợ hai server, đó là server Tam Quốc và server Lương Sơn. Và server Lương Sơn thì bên em đã tặng lên 400 lần reset anh em ạ. Và khi các anh em mới đầu tạo một con nhân vật thì các anh em đi lại đây làm nhiệm vụ trước cho mình, làm nhiệm vụ 2 và nhiệm vụ 3. Trong khi đợi làm nhiệm vụ, các anh em báo lên cho mình là cái tên tài khoản, tên nhân vật và tên class, gồm ba cái tên nha. Tên tài khoản là các anh em có thể đổi là chữ tèo nè, và tên nhân vật của mình các anh em thấy là chữ bút 6789 không, cái đó là cái tên nhân vật của mình. Còn cái tên class của mình là con DK, là con đất này anh em, thì các anh em viết tắt là chữ D và chữ K thì bên mình sẽ hiểu. Khi các anh em gửi qua bên mình, ở bên hệ thống bên mo sẽ quét cái ạc của anh em và sẽ tặng ở trong cái mục event. Mục event các anh em thấy ở bên phải màn hình ở chính giữa nha, ai cạnh chính giữa vàng đen, thì các anh em bấm vào trong phần thưởng event thì nó sẽ có những chữ nhận anh em có thể là lấy ra để mà mình cộng điểm. Trong cái trường hợp mà các anh em ở con nhân vật của mình không nhận được đồ thì các anh em có thể là lòng ra kiếm có cho mình một cái con nhân vật phụ, các anh em có thể là đổi con nhân vật, các anh em có thể là vô cùng một con nhân vật khác cũng là y chang hôm nãy. Các anh em bấm vào cái chữ event và bấm vào phần thưởng event để nhận ra nha. Nhiều khi cái con nhân vật của các anh em bị lan. Và hôm nay á, là mình chủ yếu là mình review cái con DK trước nha. Từ từ mình sẽ làm tới cái con GF mà cái con anh em yêu cầu mình cũng khá khá nhiều. Nhưng mà cái con Natkin là cũng cực kỳ hot, nên mình sẽ cho con Natkin lên sóng trước. Và quay lại cái vấn đề chính hôm nay, khi các anh em đã lấy ra được đồ, các anh em cộng điểm xong, bên mình đã cho danh các anh em, thì các anh em hãy reset nha. Còn các anh em mới vào mà các anh em reset là hỏng việc liền, nát việc luôn, là nó không có được nha anh em. Để cho bên mình kết reset đâu đó, các anh em reset lần đầu tiên thì các anh em sẽ lên là 1850 lần reset. Đó là những gì mà bên mình hỗ trợ dành tặng cho những anh em newbie chưa có bến dừng, chưa có bến đổ hoặc là không có điều kiện để đầu tư vào, thì bên em sẽ hỗ trợ cho các em như vậy. Ở có một cái giai đoạn tầm khoảng là 8 giờ mình hay like ở bên cái TikTok, hoặc là 11 giờ là more like, thì các anh em có thể là vào trong đó để xem để được tặng những cái win như gì. Bên mình có tặng cho anh em những cái win lúc các anh em có thể là cộng lên 11, ở 11 là các anh em có thể là tự do giao dịch buôn bán treo lên chợ gì, các anh em muốn làm cái gì thì tùy. Còn ở hiện tại các anh em treo một cái win trắng lên là bị ban nạt, các anh em treo những cái set đồ như gì lên là sẽ bị ban nạt, tại vì các anh em chưa có đầu tư vào trong đây mà các anh em chuột lại thì các anh em không có được nhận lại cái nguồn lợi mà các anh em sẽ bị ban nạt luôn. Thì cái set đồ cộng chính các anh em có thể là cộng lên 11, và cái win cộng không các anh em có thể là cộng lên 11. Cái này có thể là giao dịch thoải mái, buôn bán vô tư luôn nha. Cái đó là một cái tiện và lợi. Thì chưa chân là chúng ta đã có nhịp độ là nó lên cái cấp độ chính, thì các anh em
cộng lên cho 11, nó rất là dễ nha. Yêu cầu mà qua được cái cấp độ 10 lên 11 cái nữa là anh em có thể là giao dịch buôn bán thoải mái tự nhiên. Đó là những gì mà bên em cần thiết để mà hỗ trợ cho anh em. Tại vì trong cái phiên live thì rất là nhiều anh em nói và rất là nhiều anh em hỏi, mà ở một cái live của TikTok thì nó hạn chế cực kỳ nhiều anh em. Mình không có nói được cái từ vũ khí, mình không có nói được cái từ mà hỗ trợ ALL, hay là mình nói chuyện nó rất là gượng luôn anh em. Nó không có mà trôi chảy lưu loát được ở bên YouTube, nên mình sẽ lên cái clip ngắn ở bên YouTube để thông báo tới tất cả anh em. Thì ở đầu hôm thì mình hay like ở cái con YouTube của mình là cái kênh Trải Nghiệm TV. Đấy là một cái kênh chính thống của mình, và ngày nào cũng có mình up video ngắn nè, mình thông báo trên tab cộng đồng nè, và mình làm clip mình like là ở trên YouTube này đầu tiên. Và nửa đêm đảo giờ phía thì mình sẽ live bên TikTok để cho anh em nào đầu hôm có thể xem, và ở giữa hôm hoặc là cuối hôm cũng có thể xem luôn nha anh em. Đi vô vấn đề chính, không để cho anh em chờ lâu, và tiếp theo chúng ta vào nghiên cứu một cái bản master của DK ở phiên bản lock mobile này nó sẽ như thế nào. Đầu tiên thì mình nhắc lại anh em hãy cộng cho mình cái tab thủ trước đi anh em, vì bên mình tặng cho anh em là 1800 lần reset, kèm theo đó là set đồ vũ khí đi farm và cái win bar. Thì các anh em đã có một cái lượng công rất là tốt rồi, đam tay của các anh em rất là to rồi. Các anh em cần thủ để làm gì? Thủ để đi quánh quái hạt không nha anh em, thủ để chúng ta đi farm người anh em ạ. À, đấy là một cái câu chuyện mà nan giải, và dù muốn dù không gì các anh em đi đến một cái con game MMO này có tên là Mu Mobile hoặc là Mu PC thì các anh em phải BK nha. Nếu mà các anh em không BK thì các anh em chơi game Pikachu cho nó lành anh em ạ. À, thì như vậy mình sẽ phiên anh em, cái này là nói thật luôn các anh em, cộng theo mình 100% là nó sẽ chuẩn và đúng luôn. Các anh em đừng có cộng bên công trước làm gì, nghe theo mình đi, một lát để mình nói cho anh em biết là vì sao không cộng bên công. Và các anh em đừng có hỏi vì sao nước biển nó lại mặn. Đây, cái cộng bên thủ đầu tiên các anh em có thể là dồn vô cho nó hết cái phần yêu thương, là cộng nhà cái ô này 20 điểm. 20 điểm là cho chúng ta được cái gì? 20 điểm là cho chúng ta được một cái sự chống chịu ở khi BK là BBB. Thì anh em cộng từ 10 đến 20, cái đó là mắc pin nha. Chừng nữa mình sẽ cài lên, mình sẽ cộng lại những cô nào cần cộng 20 thì mình sẽ cho lên 20 cho các anh em xem lại một lần nữa. Và có một điều rất là quan trọng ở server Tam Quốc này, muốn đề cập tới những anh em nào mà có nghe được không tua thì các anh em sẽ biết và nhận quà được. Các anh em cố gắng là chạy master nhiều nhất có thể, 501 ở server bên đây, thì bên em sẽ tặng cho anh em một cái dây chuyền full, một cái cặp nhẫn full whip, dây chuyền full whip, kèm theo đó là được 6k bull-in cộng thẳng vào trong nhân vật luôn. Các anh em thấy cực kỳ không? Các anh em chỉ cần bỏ thời gian ra để cài thôi là các anh em sẽ được hưởng những nguồn lợi whip nhất từ server top. Có cái gì mình sẽ có cái nấy, là bên mình tặng nha anh em. Cái đó là chính thức bên mình thông báo là bên mình tặng. Các anh em chạy lên chạm móc 501, chụp hình inbox gửi ngay qua bên mo là các anh em sẽ nhận được ba món mà mình đã nói: nhẫn, dây chuyền, kèm theo đó là 6k buin. Tiếp theo thì anh em cộng cho mình là cái SD nha. Cái hàng thứ hai SD. Cái hàng này chừng nữa mình cũng sẽ cộng lên những cái ô nào mà cần 20 mình sẽ cộng lại. Còn trước mắt bây giờ mình sẽ cộng phân bố đều ra đặng cho nó đẹp. Trên đây các anh em cộng cái tab A, cộng dài xuống cho mình, cộng theo cái chân mình. Ở đây là tốc độ hồi SD. Ở đây là thủ nè. Qua đây là phòng thủ thuộc tính. Thì ở đây là mình không có quái thuộc tính, mình không có những cái nhân vật thuộc tính thì không cần cộng vào trong đây. Có những cái phiên bản lớp 3 thì các anh em phải nên cộng. Cộng vào trong đó 10 điểm. Khi chúng ta lên map cao mà áp dụng có quái thuộc tính thì thuộc tính là cái đất, rồi nước, rồi lửa, gió, bóng tối đó anh em. Thì cái đó là mình đã có review, đã có nói rồi cho các anh em đã biết. Và cái con này các anh em không cần cộng vào trong đây nha, mà các anh em cộng vào cái phần là né tránh cho mình 10 điểm nè. Ở dưới đây là hai mục này, là hai mục quan trọng. Các anh em cộng bên đây là cái này phòng thủ khi mặc được đủ trang bị áo quần tay chân và mũ, thì các anh em cộng vô 20 điểm cho mình nè. Mình sẽ nói lên chừng nữa các anh em có thể xem và biết được. Và gô này các anh em cũng phải cộng 20 điểm cho mình. Và mình chia sẻ một cái mẹo nhỏ và một cái ý nhỏ cho các anh em, đừng chú trọng quá vào cái lượng đam, mà hãy chú trọng làm sao cho mình có được một cái lượng thủ và một cái lượng HP tốt nhất đi. Vì khi đam cao quá các anh em quánh nhiều nó lại phản nhiều anh em. Thì mình nói như vậy cho anh em dễ biết nha. Anh em có thể là cộng là
20 điểm vào cái ô phản 100%. Tiếp theo đó là chúng ta có thể là cộng vào HP hoặc là cộng vào cái phần là sức mạnh, nhưng mà mình cộng vào HP đang đi thẳng xuống cho nó đẹp luôn. Tại server bên mình có hỗ trợ một cái win bar, thì ở trong win bar này nó cho chúng ta được gì? Trong win bar nó cho chúng ta được một cái là phòng thủ khi chúng ta mang cánh cấp 3. Các em thấy không? Rất là đẹp nha. Và ở dưới đây là gì? Tăng tấn công khi chúng ta mặc cánh cấp 3 thì nó ngay hợi luôn em, nó ngay khuôn luôn đó. Thì như vậy mình cần thiết để cho anh em cộng vào trong đây. Và tiếp theo cái ô này là tăng phòng thủ cơ bản không bị xuyên phá. Các anh em thử nghĩ và liên tưởng tới là khi chúng ta có một cái giáp thì anh kia anh bấm vào loại bỏ HD là chúng ta loại bỏ một cái giáp ảo và loại bỏ thêm một cái giáp thật nữa, thì anh em bấm vào trong đây cho mình là 10 điểm đã cho cái giáp chúng ta cứng cáp hơn, để những anh xuyên giáp cao á anh không có thể xuyên giáp được mình, thì như vậy để cho các anh em trụ vững hơn trong giao tranh rất là ngon lành. Các anh em cố gắng farm 10 điểm, mình cũng vậy, mình cố gắng farm một điểm nữa đang vô trong đây cho nó ổn nha. Và tiếp theo khi mà mình đã cộng áp táp bên đây nó ổn định xong thì qua bên tới cái phần bên mình lấy cái đam tay anh em ạ. Phan hãy cộng B nha, A, B, C. Các em quay lại cái tab sơ cho mình lấy cái đam tay lên. Đam tay này á thì ở đây là mình sẽ demo cho anh em biết. Đây, câu này. Khả năng loại bỏ phòng thủ của đối phương thì các em cộng vô trong đây là cho mình từ 10 tới 20 điểm, tốt nhất là 20 điểm. Ô này cũng vậy, câu này là tăng sát thương nhân 2 thì các em cộng cho mình 20 điểm. Và hai câu này không cần thiết, câu này là ô gì, sát thương chí mạng này không cần thiết nè, ở đây là sát thương hoàn hảo cũng không cần thiết. Vì sao? Vì mình đã có tăng hoàn hảo 10%, trong khi đó có hoàn hảo 10% thì mình sẽ kích được đam hoàn hảo nhân 2. Thì nếu mà anh em nào chơi theo có hệ hoàn hảo thì có hệ là kích bên đây, nhưng mà mình chỉ có một cái vũ khí 10% là như vậy là nó đã ổn rồi, nó đã kích được cái đam hoàn hảo nhân 2 kèm theo đó là nhân 2 sát thương nữa thì nó đã ổn rồi. Không cần phải cộng vô trong đây quá nhiều, mà chúng ta hãy chừa điểm lại để cộng vào những cái khác đang cho nó hiệu quả hơn một chút xíu. Đấy. Thì chúng ta có thể là cộng vào cái sát thương tấn công tối đa. Các em có thể là sát thương tấn công tối thiểu, hoặc là các em có thể là cộng vào trong phần HP khi bị tấn công. Cuối cùng là chúng ta có thể là cộng HD khi bị tấn công. Thì ở đây nó sẽ phụ trợ cho chúng ta đi hoàn toàn theo cái hướng BK. Mình khuyên anh em là hãy cộng những gì chăm chú vào trong BK, chứ đừng có cộng vào chăm chú đi được phần quái, vì là cái con quái ở cái con game lock 2, lock 3 nó cực kỳ mỏng anh em, nó chỉ có bot thôi. Nhưng mà một thời gian về lâu về dài, bot các anh em có thể là đứng mình ôm bot được, tại vì nó là một cái phiên bản reset và cộng buy-in hoài hoài lên, nó không có giới hạn. Thì càng ngày chúng ta là càng khỏe, buy-in chúng ta càng cao thì chúng ta có thể là ôm bot được, không cần phải là kill team hay là không cần phải cộng vô những cái gì cao sang để mà mình quánh bót, cái đó là không cần nha anh em. Cái tab này thì chúng ta còn dư thì cộng vô, không dư thì thôi bỏ đó. Qua ra để mình chia sẻ cho anh em biết luôn, hiện giờ mình sẽ bấm vào trong đây nói cho anh em dễ hiểu lại, các anh em nói là tại sao nước biển nó lại mặn. Thì các anh em nhìn vào cái phần phép thuật của mình, đây là một cái đam của NE, đất kinh của mình lăn đi NE nghe anh em, tại mình đi cái skill quần chân khuyết anh em à. Ở trên đây STG các anh em thấy không có gì hết, và cái lượng đam ở dưới mình được là 13.900 thì mình chỉ lấy chẳng là 13.000, và mình sẽ đeo một cái cặp kiếm hỗ trợ lên đây, không có sát thương phép nha, không có sát thương phép, nó sẽ lên cho chúng ta nhiêu ở trên cái lực tay của chúng ta, một cái đam tay là 8.300, và ở dưới là cũng vẫn giữ nguyên là nó không có gì hết. Hỗ trợ bên mình cho hỗ trợ anh em thì mình sẽ có hỗ trợ những cái mà cần thiết tăng phép luôn. Đây, mình sẽ có những cái tăng phép cho anh em xem. Từ 13.900 nó sẽ lên là 38.000, và cái đam chiến của mình cũng dẫn lên là 4.000. Thì các anh em thấy là nó một cái chênh lệch cực kỳ cao. Ở phiên bản này, cái cây kiếm gầm chỉ đeo cho đẹp, chứ nó không có hiệu quả về cái lượng công của phép. Và các anh em không có phải là cây kiếm nào cũng không có lượng công nha. Và đây, cái này là nó mới mặn nè anh em. Các anh em nhớ kỹ cho mình nha. 4K nè, dưới đây là 38K. Mình sẽ hạ cái này xuống. Đây. Mình sẽ bung cái này lên. Đấy. Hết hồn cho anh em. Cái lượng chiến của mình nó sẽ lên là 17.900. Và ở dưới các anh em thấy từ 13.000 nó sẽ lên là 77.000.
chỉ cần một cặp vũ khí, quèn thân em mình dùng vũ khí xốp thôi mà nó đã lên như vậy rồi, thì các anh em tại sao hỏi nước biển lên mặn đấy, nó mặn là mặn chỗ đó đó anh em. Vì như vậy là top, hoặc là những anh em đầu tư nhẹ thì người ta có cái đam tài rất là cao, trong khi đó là anh em không cần phải cộng vào cái đam chính của mình quá nhiều. Điển hình như mình đi theo hướng ENE, các anh em không có cần phải cộng ENE quá nhiều, mà các anh em hãy dồn vô cái phần là HP cho mình. Vì sao mấy anh em nói đánh ông đó mid hoài hay đánh ông đó mà máu ổng giật không có hết, thì đó là cái nguyên nhân anh em. Người ta sẽ lấy về một cái đam vũ khí và cái điểm buy-in, người ta sẽ cộng vô cái phần là anh ghi là để thủ và né, và HP là người ta sẽ chậm vào trong nó để cho nó chống chịu. Các anh em thấy chưa? Nó trên lệch rất là rõ ràng. Ở một cái trước là mình bỏ một cây chùy rồng vô nó lên không có quá nguy hiểm. Mình cũng cộng chỉ số như vậy mà mình bỏ cây kiếm này lên thì nó cực kỳ cao. Và sẵn tiện đây thì mình giới thiệu cho anh em luôn, bên server Tam Quốc này nó có một cái gói code cực kỳ là mềm, chỉ là một củ file thôi, thì các anh em sẽ sở hữu được những cây kiếm là ABS như cây kiếm của mình nè. Kèm theo đó là các anh em sẽ được như gì đây, các anh em sẽ được một sói vào trên đây, các anh em sẽ được nhẫn và dây chuyền, được set đồ cộng 11 và nâng lên nó cực kỳ cao, toàn bộ trên người anh em sẽ được nâng lên hết. Chỉ giá cho các anh em chỉ có một củ thôi, các anh em muốn nạp nhẹ nha. Còn so với top á, thì các anh em hơi đầu tư nó mặn mà cũng không cần đâu, các anh em chỉ cần là sử dụng đồ tăng thủ có thể đi PK được. Còn nếu mà các anh em ủng hộ server, các anh em có thể là mua gói code một củ là cũng có thể đồ whip. Và gói gọn của mình review chia sẻ cho anh em sẽ kết thúc tại đây. Cảm ơn anh em đã bỏ thời gian quý báu ra xem hết cái video của mình. Các anh em có những cái thông tin hay là những thủ thuật hay là không hiểu về cái gì, các anh em có thể là comment vào cuối phần video để góp ý cho video càng ngày càng phát triển anh em.